hướng dẫn sử dụng DJI Osmo 5 cho người dùng lần đầu. Cùng mở hộp sản phẩm, sau đó tháo DJI Osmo 5 và kiểm tra đầy đủ các phụ kiện. Xoay trục từ phải sang trái để mở DJI Osmo 5. Gắn kẹp từ tính vào giữa điện thoại của bạn. Sau đó gắn vào vùng từ tính trên gimbal là điện thoại của bạn đã được lắp vào gimbal thành công. Nhấn và giữ nút M trong khoảng 2 giây. Thả nó ra khi bạn nghe thấy tiếng pip. Chỉ báo trạng thái sẽ chuyển sang màu vàng, có nghĩa là gimbal đã được bật. Thực hiện kết nối Internet và bật chế độ Bluetooth trên điện thoại thông minh của bạn. Khởi chạy ứng dụng DJI Mimo trên điện thoại để kết nối điện thoại với gimbal qua Bluetooth. Chọn ủy quyền trên lưới nhắc kích hoạt để vào chế độ camera. Nhấn nút có biểu tượng xoay một lần để chuyển đổi giữa camera trước và sau. Nhấn hai lần để chuyển đổi giữa các chế độ dọc và ngang. Đẩy thanh trượt thụ phóng lên hoặc xuống để phóng to hoặc thu nhỏ. Nhấn nút chụp có biểu tượng chấm đỏ một lần để bắt đầu hoặc dừng quay. Nhấn và giữ để chụp liên tục. Khi DJI Mimo đang hiển thị chế độ xem camera, nhấn nút M một lần để chuyển đổi giữa chế độ ảnh và video. Nhấn nút M hai lần để vào chế độ chờ. Sau đó bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào để thoát khỏi chế độ chờ. Nhấn nút M 4 lần để chuyển đổi giữa chế độ thông thường và chế độ FPV. Xoay tròn nút điều khiển để chuyển hướng gimbal. Bạn có thể mở rộng và thay đổi chiều dài gimbal để thành chiếc gậy selfie. Chiếc gimbal có thể gập 90 độ nhưng không thể xoay ngược. Nhấn vào nút trình kích hoạt phía sau gimbal một lần để bật chế độ theo dõi Active Track 4.0. Nhấn vào trình kích hoạt hai lần để bắt hình chủ thể gần nhất. Nhấn và giữ trình kích hoạt để vào chế độ khóa. Nhấn một lần, sau đó nhấn tiếp lần hai và giữ để bật chế độ thể thao. Để tắt gimbal, nhấn và giữ nút M. Sau đó rút lại thanh mở rộng. Tháo điện thoại và kẹp từ tính. Xoay gimbal theo chiều kim đồng hồ và gấp gọn. Xoay tiếp trục gimbal 180 độ cho đến khi khóa. Cảm ơn vì bạn đã xem video này. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng DJI Osmo 5.